xin chào tất cả các bác vào phiên trưa của em hôm nay nhé. Phiên trưa nay thì dân họ đi lấy về một ít mặt hàng các bác, nên bán lai nốt cho các anh chị này để mai em gửi hàng sớm cho các bác nhé. Hôm nay là chủ nhật là nên người ta không được làm việc, nên sáng mai em gửi hàng cho các anh chị sớm hơn nha. Muốn là chốt đơn nào thì em sẽ gộp đơn, rồi sáng mai em sẽ gửi nốt cho các bác. Đây, đây là hình đầu tiên là đơn hoàng nhạn nha các bác nhé. Đây toàn cây đẹp luôn này, có cây thì cho hoa rồi, có cây thì chưa, thì cây nào mà chưa thì sang năm nó sẽ ra hoa cho các anh chị chơi nhé. Đó, giờ các bác nuôi cây này thì nó rất là nhanh lớn luôn các bác, tại vì cây chưa ra hoa thì nuôi rất là nhanh luôn. Đó, còn cây hoa có hoa rồi thì mình nuôi cỡ nào thì nó vẫn cỡ đó thôi. Đó, nó lớn thêm thì nó lớn thêm một chút xíu chứ không lớn hơn được. Còn cái mà không có hoa thì nó lớn rất là nhanh, cực mạnh luôn, phát triển rất là tốt các bác. Anh chị nào mà chốt đơn này em để giá là 200k, toàn hàng đẹp luôn này. Đây là hình số 1 nhé, hoàng nhạn các bác nhé. Hình số 2 là cây trâu, toàn lá mít này, một cây này, lá mít cây to, hai cây này. Đó, em thêm cây nhỏ này nữa, lá mít rất là rụt. Bác nào chốt 3 cây này em để giá là 300k. Đơn cây to luôn các bác nhé, hai cây to, một cây lá mít nhỏ này. Bắt đầu chốt hình số 2 giùm em. Hình số 3 là đơn cây trâu to này, cho anh chị sưu tầm hàng Tết này. Cây này là nói chung là nó bị con sâu nó cắn miếng lá các bác. Nó đục miếng lá, cái này là dân họ đi lấy về á, bị dập miếng lá này. Nhưng mà không vấn đề ảnh hưởng gì đâu các bác nhá. Cây này các bác chơi hoa Tết là vô tư luôn. Cây này hai cặp rưỡi lá cây to này. Đó, tại vì nó lỗi một xíu lá nên em khuyên mãi cho các anh chị hai cây nhãn to này. Đó, cho các anh chị chơi nhá. Bắt đầu vô đơn này 200k này, 200k cho một hình số 3 nha. Và hình số 4 thì dân họ toàn lấy nguyên bản thôi các bác, rời thì không có rồi. 1, 2, 3, 3 cặp rưỡi lá, lá mít rất là rụt luôn này. Đó, lá mít rụt rịt, cây rất là đẹp. Một cây này, hai cây này, một gốc này là hai cây nhá, 2, 3 cây này, 4 cây. Bác này yêu chân dài nhá, chân dài thì tới nách luôn các bác nhá. Đó, đây. Đó, bắt đầu chốt đơn này em để giá 200k này. Bắt đầu yêu đơn là 200k hình số 4. Hình số 5 là mấy cây trâu lá mít một cây này. Hai cây một khúc hai cây luôn. Cái thứ 3 này. Đó, 4 cây lá mít nguyên bản như thế này. Rồi, em thêm một nguyên bản nhạn. Khúc nguyên bản một góc 2 3 cây nhạn này. Bắt đầu yêu đơn này em để giá là 250 nha. 250 cho cây trâu cặp lá mít nha các bác nhá. Đủ cặp luôn rồi. Hai cặp với lại thêm mấy cây nhạn cũng đủ cặp luôn. Bắt đầu chốt đơn này 250 này. Bắt đầu yêu cả nhạn cả trâu nhá. Bắt đầu chốt hình số 5 giùm em. Hình số 6 là hình cuối cùng nha. Hình cuối cùng cây hoàng nhạn toàn cây đẹp luôn các bác. Đó, mấy cây này nuôi rất là nhanh lớn luôn này. Một cây này, hai này, ba gốc này, hai cây, bốn gốc này và năm gốc. Năm gốc, 2, 4, 6, 8 cây. 5 gốc 8 cây nha bác. Bác nào yêu đơn này cũng đơn đẹp luôn này. Nó toàn VIP luôn các bác. Bác nào chốt đơn này 200k này. Phiên tới phiên buổi trưa nay em chỉ có đơn hàng đấy. Các anh chị nào mà chốt lên đơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nha. Em bán bao chuẩn mặt hàng của Buôn Đôn các bác nhá. Bác nào mà theo dõi kênh của em thì nhớ nhấn đăng ký và theo dõi các kênh của em là Phong Lan Rừng Bản Đôn Nến Nhi nha. Em xin chào tất cả các bác, chúc các bác buổi trưa vui vẻ mát mẻ nha.